Việt Nam Audio xin kính chào toàn thể các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của cửa hàng thiết bị âm thanh Việt Nam Audio. Thì tiếp tục là những mặt hàng mới, thì hôm nay bên em có về một lô vang số tới từ thương hiệu là MBook, có model là MV880. Thì đối với các bác mà thường xuyên theo dõi cái kênh YouTube của cửa hàng em ấy, thì các bác thấy đây là một cái dòng model khá là quen thuộc đối với cửa hàng em, vì cửa hàng em trước đây từng bán một vài dòng sản phẩm của cái dòng thương hiệu này rồi. Và ngày ấy thì bên em có bán khá là nhiều cái phiên bản của cái dòng MacBook MV880 này các bác này. Ngày hôm ấy thì cái lần đấy là có dòng có qua A921 này, MacBook cái con Avara này, hoặc cái con Revan này, hoặc cái con gì nhỉ? Presso đấy, ba cái con đấy. Thực ra nó đều là cái dòng MacBook MV880. Tuy nhiên là nó khác mỗi cái tên, khác mỗi cái tên trên cái mặt của nó thôi. Vì kiểu như là các bác biết là đối với cái những dòng vang số thì có rất là nhiều những các đơn vị nó đặt hàng nhau, nó sản xuất thì nó sẽ có nhiều cái thương hiệu khác nhau. Thì trở về với cái lô vang số này các bác nhé. Lô vang số này thì ngày hôm nay về một lô, chọn bộ một lô là 30 con màu hồng như thế này, và một con MacBook MV880 màu hồng như thế này các bác nhé. Thì thực sự nó đang còn rất là mới các bác ạ, rất là mới và rất là đẹp. Thì bên đây là em mới về, em chưa hề vệ sinh nào cả một tí nào cả, mà nó đang rất là mới các bác này, thực sự là rất là mới, nó khá là đẹp này. Thì con này là màu hồng, thiết kế là phay nhôm màu hồng. Thì cái lần trước thì em có từng nói qua về cái thiết kế của con vang số này, MacBook quay con MV880 này rồi. Nhưng mà tuy nhiên là có khá là nhiều các bác là những cái bác khách mới, thì em hôm nay em xin được phép nói lại về cái con vang số như thế này. Thì các bác thấy đây, trước mặt nó, phía trước của nó đã được thiết kế là những cái phím chức năng khá là đầy đủ các bác nhé. Thì như các bác thấy đây là, các bác có thể thấy đây là phím Reco này, đây là cái phần gọi chế độ nhá. FX này thì các bác theo dõi thì các bác biết đây là cái phần chế độ chống hú. Thì đối với con vang MV880 này thì nó sẽ có cho các bác là 4 chế độ chống hú. Ngoài ra đây là nút Store này, là cái nút mà khi mà các bác thực hiện các cái thao tác lưu, thực hiện các cái bác thực hiện các cái thao tác mà chỉnh các cái thông số thì các bác sẽ dùng cái phím Store này để lưu, và Enter là khi các bác hoàn tất cái quá trình của mình. Thì cái con MV880 này các bác này, thực sự nó có một cái ưu thế cực kỳ lớn đối với những cái bác mà vừa mới bắt đầu quá trình mà chơi vang số, hoặc là những cái bác mà vừa mới bắt đầu tiếp cận với những cái dòng vang số khi mà chuyển từ vang cơ, thì nó thực sự là một cái sự lựa chọn cực kỳ hợp lý đối với các bác. Thì nó có một cái đặc điểm lớn nhất của nó mà theo em đánh giá nó là cực kỳ dễ chỉnh. Chỉ cần các bác nhìn thấy cái phần bàn phím, nhìn thấy cái phần màn hình, hoặc là thấy cái những cái phím chức năng là các bác có thể chỉnh được cái con vang MV880 này. Nó thực sự là rất là dễ chỉnh. Thì ngày đầu tiên mà trước khi em tìm hiểu về những cái dòng vang số khác, thì em cái con MV880 này chính là cái con đầu tiên mà em có thể chỉnh được, và em có thể tập tành chỉnh để kiểu như là tiếp cận với cái những cái dòng vang số. Thì nói thêm về cái con này thì nó sẽ mặt trước của nó thì nó sẽ tích hợp trang bị cho các bác hai cái volume khá là to này. Thì đây là hai cái volume mà dạng vô cực, điều khiển cái phần âm lượng tổng. Như cái đây là volume vô, là âm lượng tổng của nhạc này, đây là âm lượng tổng của mic này, mic vô này. Phía trước nó thì sẽ có ba cái cổng mic các bác nhé, ba cái trang bị cho các bác ba cổng mic này. Về phần phía sau, đối với cái dòng này là đối là cái dòng MV880 thì từ nó thuộc cái top dòng bình dân, phân mục bình dân của các cái dòng vang số. Thì nó sẽ trang bị cho các bác là thêm hai cái cổng mic dạng Canon các bác nhé, Duka Canon này, 4 mic 4 5 đi. Thì cái con này sẽ trang bị cho các bác là 5 cổng mic để các bác thoải mái sử dụng trong cái quá trình mình vận hành. Tiếp theo sẽ các bác sẽ thấy là 4 cái cổng hoa sen nhé. Ngoài ra là 4 cái cổng hoa sen này, 4 cái cổng hoa sen tín hiệu đầu vào, input BGM, VCR, DVD và TV. Tiếp theo sẽ là cái dạng cái cổng hoa sen để các bác có thể là ghi âm. Thì đối với con vang số này MV880 này các bác này, thì nó sẽ có cái bốn cổng tín hiệu ra bằng Canon này, left, right, center và sub, nó là cái dạng đời đầu, trang bị cho các bác là 4 cổng hoa dạng Canon tín hiệu ra. Ngoài ra thì con này cũng sẽ có một cái cáp kết nối RS232 để khi mà các bác kết nối với lại mà máy tính để các bác cài đặt phần mềm. Đây, cái này để các bác cài đặt. Thì ngoài ra sẽ là nguồn. Đấy, thì cái phần thiết kế của nó thì khá là đầy đủ và có nhiều đủ, khá là đầy đủ những cái tính năng ấy, những cái phím những cái lỗ kết nối để các bác mà đảm bảo những cái nhu cầu sử dụng và những cái tính năng của nó.
Tiếp theo là cái phần nội thất. Nội thất thì con này là sẽ sử dụng chip Yamaha các bác nhé. Con này dòng sử dụng chip Yamaha, em xem nào. Yamaha ISF920B. 920B. Thì nhìn sơ tổng quan về cái phần nội thất của nó các bác này. Đây tất cả đều là tụ nhôm này, tụ nhôm này. Những cái linh kiện thực sự là nó rất là hiện đại và thiết kế nó gọi là rất là đơn giản gọn nhẹ. Từ những cái con le của nó các bác nhé. Từ những con le đối với những cái tụ thì nó đều được cái dập cái in cái logo. Đấy, nó hơi mở tí các bác thông cảm nhé. Đấy, Mitsushita các bác này. In cái phần tên thương hiệu của những cái đơn vị sản xuất nó rất là rõ ràng này. Tụ nhôm này. Chip Yamaha đây, Yamaha ISS920B. Và con này nó dùng cái nguồn sung. Nguồn sung thì nó cái lợi thế của nó là đối với các bác mà trong những cái vùng mà hay những cái nơi mà có cái phần những cái nguồn điện mà nó không ổn định. Không ổn định thì các bác nó là cái nguồn sung là cái dòng này thì nó sẽ thích hợp đối với những cái vùng nơi mà các bác có nguồn điện không ổn định. Đó là một cái lợi thế của nó, của cái dòng vang số này. Thì như em đã nói trước đấy thì thực sự cái dòng vang số này nó rất là dễ chỉnh, cực kỳ dễ chỉnh luôn. Thì đối với các bác mà với âm thanh của nó thì cũng là rất hay các bác ạ. Âm thanh của nó rất là chuẩn và hay. Thì cái này thì trên mạng, như các bác thấy trên mạng ấy. Trên mạng thì em có tìm hiểu qua một số cái khi em tìm kiếm trên cái phương tiện tìm kiếm của các bác hay dùng là cái kênh YouTube. Thì có khá là nhiều các cái bác mà làm những cái clip hướng dẫn chỉnh cái con vang số mà MacBook MV880 này, và các bác ấy làm rất là chi tiết đầy đủ. Thì các bác có, đó là một cái kênh thông tin cực kỳ nhiều cái thông tin đối với các bác. Thì em vì các bác ấy làm quá là đầy đủ rồi cho nên là em xin phép sẽ không làm về cái phần video giới thiệu về cái phần chỉnh tay của cái con vang MacBook MV880 này, mà thực sự nó rất là hay các bác ạ. Nó cực kỳ đơn giản và dễ chỉnh thôi. Đối đây là có hai cái phím chức năng các bác nhé. Đây đối với phần mic này, phần mic thì khi mà các bác muốn muốn chỉnh cái phần thông số của nó thì các bác chỉ cần nhấn vào nhé. Đây nhấn vào này, đấy effect volume này, nhấn vào và ví dụ các bác nhấn vào xoay. Đối với khi các bạn đi lại là phần độ trễ, cái phần độ trễ này thì khi các bác muốn chỉnh thì các bác chỉ nhấn vào thôi đấy, nó nhấn vào thôi rồi. Khi mà các bác muốn lưu ạ, lưu chế độ nhấn store. Ví dụ đây là chế độ 2 này, lưu store, nhấn enter thì nó sẽ lưu cho các bác. Đây là chế độ 2. Chứ con này sẽ cho các bác là tầm 6 sẽ cho các bác là 6 chế độ, 6 chế độ lưu khác nhau. Thì để các bác có thể thấy cái thực tế của cái con vang này á, thì cái chất lượng âm thanh của nó á, thì em sẽ cho các bác test qua một cái bài nhạc để các bác có thấy cái âm lượng, cái chất âm của nó như thế nào. Với một số cái yếu tố như là cái bản quyền trên YouTube ấy, thì các bạn cho nên em là không test nó dài được các bạn, vì nó cái bản quyền này thì nó sẽ ảnh khá là lớn đến kênh ấy, nên là em xin phép test một đoạn nhạc như vậy thôi. Vì các bạn qua cái đoạn nhạc này thì các bác thấy thực sự nó rất là trong, rất là hay. Thì nói thêm về cái phần cuối cùng, đối với con MacBook MV880 này thì giá phần giá của nó cửa hàng em ra là các bác là 1.000.000 đồng trên một con. Bảo hành cho các 3 tháng và các bác có thể là xem hàng, kiểm tra hàng, test hàng trước khi mà các bác nhận. Thì nếu bác nào có nhu cầu thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, inbox gọi trực tiếp hoặc là Zalo. Em xin phục vụ các bác 24/24 và cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này của em. Hẹn gặp lại các bác ở một cái clip tiếp theo của Vietnam Radio. Em chào tất cả các bác.